Ui các bạn ơi, chú cá này mình sẽ cho vào bể bơi màu xanh nhá. Ui, nào con cá to thật đấy. Nào mình sẽ bắt nó vào thôi. Ui, này các bạn ơi, chú cá này đẹp chưa? Wow. Ui chà, đấy, nó dậy rất khỏe các bạn này. Ui, bây giờ mình phải dùng cái nơm mình úp thôi. Nào, mình sẽ dùng quay cái nơm này để mình úp nhá. Ui, úp được một con rồi này. Wow. Ui, nào mình cùng xem con gì đấy. Wow, các bạn ơi, một con cá to chưa này. Ui, không biết là cá gì. Mình sẽ bỏ nó. Các bạn ơi, trên tay mình có hai cái bể bơi đây này. Wow. Quả hồng này, quả na trước này màu xanh. Ui, đẹp chưa này. Có hình con cua. Ui, đây này, con cua này các bạn ơi. Ui, chú cá này. Wow, mình cho các bạn xem. Ui, chú cá to chưa. Nào, bây giờ mình dùng cái bơm này nhá. Đây rồi, mình có cái bơm. Mình sẽ bơm cái bể màu hồng trước các bạn ạ. Các bạn ơi, phải làm cái bơm trước bể màu này. Đấy, bây giờ mình sẽ ấn cái nút này xuống này để mình đổ nước nhá. Wow, đây chúng mình sẽ đổ nước ra này. Ui, cái bể bơi này á, phải mấy xô nước mới đủ các bạn ạ. Ui, thích chưa. Đấy, các bạn này. Ui, đấy, bây giờ mình sẽ đổ sang cái bể màu hồng nhá. Wow. Wow, chiếc xe màu tím này sẽ cùng mình đồng hành nhá. Và cái búa con mèo này các bạn ơi. Nào, chúng mình đi thôi nào. Zin, 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 zin. Ui, ui, chỗ này mình phát hiện ra có con gì này. Ui, nó đang hút cái quả bóng to chưa này các bạn ơi. Ui, nó hút đi đâu mất rồi kìa. Ui, mình phải túm lấy con này thôi. Ui, được rồi. À, mình bắt được nó rồi này. Ui, một chú tôm. Các bạn ơi, một chú tôm trực thăng này. Wow, này, ui, nó lè cái lưỡi ra, lè cái lưỡi vào này. Ui, nó quá, cái mắt nó này đẹp chưa. Ui, này, chú tôm, chú đang định cắp quả bóng màu xanh các bạn ạ. Nào, mình sẽ cho quả bóng màu xanh lên trên xe nhá. Ui, nào, cái búa con mèo nào chuẩn bị là, ui, con tôm đang thấn nào, nó xem này các bạn này. Ui, 2, 3, ui, 2, 3, ui. Ui, này, nó ra con gì đây các bạn ơi. Hey. Nào, con cá gì đây. Ui, này, ui, một con cá vàng. Ui, nó đẹp chưa kìa. Wow, nó có màu trắng nữa kìa các bạn này. Nào, mình sẽ cho nước vào cho con cá lên trên xe màu tím này nhá. Nào. Ui, đây, được rồi. Ui, chú cá nằm vừa thùng xe luôn này. Nào, đi kéo về bể bơi màu hồng thôi. Ui, các bạn ơi, chú cá này mình sẽ cho vào bể bơi màu xanh nhá. Ui, nào, con cá to thật đấy. Nào, mình sẽ bắt nó vào thôi. Ui, này, các bạn ơi, chú cá này đẹp chưa. Wow. Ui, chà. Đấy, nó vào bể bơi rồi này. Đấy, có lẽ mình phải đổ thêm ít nước nữa các bạn ạ. Ui, đằng này mình phát hiện ra có một con khủng long ba sừng, nó đang lao vào một cái quả bóng màu vàng này. Ui, nào, để mình túm lấy cái con khủng long ba sừng đấy nhá. Ui, nó mạnh quá này. Ui, ui, a à, đây rồi. Ui, mình bắt được rồi này các bạn ơi. Này, mình sẽ lấy cái búa này mình gõ cho nó nhá. Bùm, bùm, bùm. Đấy, bắt được con khủng long này rồi. Nhìn này, cái ba cái sừng của nó đáng sợ chưa. Ui, trên lưng nó còn có cả cái súng này các bạn ơi. Ui, ui, nó cao rồi này. Ui, ui, nó dãy khỏe quá các bạn ạ. Ui, nó chạy đi rồi. Ui, 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 ngã rồi các bạn ơi. Mình bắt được con khủng long này rồi. Này, wow, đây mình sẽ bỏ cái quả bóng màu cam này ở đây nhé các bạn nhá. Nào, búa con mèo đây rồi. Ui, cuối cùng khám phá thôi nào các bạn ơi. Wow, nó đẹp đẹp gì thế này. Ui, sao người nó dài thế. Nào, để mình cũng bắt lên xem nào. Ui, ui, các bạn ơi, này. Wow, trơn chưa. Ui, đây rồi, một con trạch này. Ui, nó trơn quá, nó trườn xuống rồi các bạn ạ. Nào, mình cho nó vào xe nhá. Ui, một con. Ui, con gì đấy. Wow, con này nó có hai cái râu này các bạn ơi. Wow, một con cá nheo này. Không phải cá trê đâu, cá trê nó có nhiều râu lắm. Không phải một hai cái râu như này đâu các bạn ơi. Nhìn này, người nó có hoa văn màu trắng, màu đen này. Wow, rất trơn các bạn ạ. Ấy, nào mình cùng đăng ben lên đổ nào. Ui, 2, 3. Wow, ui, đèn cá vào trong bể màu hồng thích chưa này. Ui, các con vật nó đang bơi kìa. Ui, đằng này mình thấy phát hiện con ong sen kìa. Ui, nó đi chậm chưa. Ui, đi nhanh này. Ui, nó đi chậm nha các bạn ơi. Ui, con này là con ong sen gì lạ chưa. Ui, hình như ong sen tu bò ấy. Ui, nó đang leo vào cái chậu này này. Wow, ui, nó đang leo vào cái chậu này này. Mình sẽ dùng búa con mèo mình khám phá nhé các bạn nhá. Ui, chú mèo xinh tươi đây. 2, 3. Ui, ui các bạn ơi. Này, mèo này này ra. Cá đẹp chưa. Wow. Nào, mình sẽ cho tí nước vào cái xe của mình đã các bạn ạ. Ui, wow. Một chú cá vàng đẹp chưa này. Ui, đấy.
Tiếp này, con nữa này các bạn ơi. Con này á, trên đầu nó màu đỏ này, đẹp chưa này các bạn ơi. Nó có cả những cái chấm bi màu đỏ nữa. Wow, chú cá này mới gọi là đẹp này các bạn này. Ui, đấy, nào mình cho về bể bơi thôi. Nhanh 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 lên. Ui, tới đây thôi. Wow, mình sẽ bắt mình bỏ vào bể bơi này nhá. Wow, một chú này. Nào các bạn ơi, mình sẽ cho nó vào đây nhá. Wow, nhiều cá chưa này. Ui chào, đấy bể bơi bé được nhiều cá chưa. Mình đi tìm tiếp đi. Wow, các bạn ơi, xe đi từ đây này. Ui, đâm vào cái gì đây? Ui, một cái gì? Xem nào có ăn được không?
Wow, đây này. Ui, nó có nhiều viên chưa này? Wow, màu xanh, màu vàng, màu cam, màu đỏ này, rất nhiều màu luôn. Ui, mình cùng ăn thử một viên xem có ngon không nhá. Mình sẽ ăn viên màu vàng nhá. Các bạn ơi, rất ngon. Wow, cái mẻ này mình sẽ vớt được nhiều nè. Ui, à được rồi, nhiều chưa này? Ui, nhiều quá chưa? Nào mình cho vào cái mẻ này nhá. Ui, để mòm. Ui, con cá gì đây? Ui, này con cá chép này. Ui, hôm nay được nhiều cá chép chưa? Ui, con cá này, màu trắng này, đẹp chưa này các bạn ơi? Ui, này nó to chưa? Nào, ui, cho vào bể đây nhá. Ui, này một con cá con này. Một chú cá chép con này, đuôi đã màu đỏ rồi này các bạn ơi. Wow, ui, con gì đấy? Wow, con này đã cắp đấy các bạn ơi. Đây á, là một con ốc hồn hồn đấy. Đây này, ở trên lưng nó có con ốc. Quán à, nó có những cái chân như chân cua ấy. Nào, mình sẽ thả đây nhá. Đấy, chú ốc hồn hồn nằm ở đây nào. Wow, vần tiếp thôi, vần tiếp thôi. Wow, ui, có được con gì không? Quá hay, đừng mỗi con này này các bạn này. Con gì? Ui, một con khủng long bay này. À, mình sẽ để con khủng long bay vào cái bể này nhá các bạn nhá. Ui, wow, được rồi, mẹ này, được rồi này. Ui, nhiều chưa? Nào, cho vào bể thôi. Wow, hai con giống nhau các bạn ơi. Ui, hai con này giống nhau mà có cái gai trên lưng rất đoàn này các bạn ơi. Ui, đây là con cá rô phi đấy. Này, một chú rô phi này, hai chú rô phi này. Wow, hôm nay bắt được nhiều thật đấy. Nào, mình đi vớt tiếp nào. Nào, ui, mình sẽ vớt cái con cá màu đỏ nhá. Ui, chết rồi, mình vớt được hai con gì này? Ui, mình đã cứu được hai chú lợn này. Hai chú lợn làm sao lại nhảy xuống đây này các bạn ơi. Hai chú lợn màu hồng hết nhá. Đấy. Nào, wow, mẹ lại được con gì đây? Ui, các bạn ơi. Này, một con cá quay màu vàng này. Ui, còn một chú tôm màu xanh. À, cho vào bể màu hồng nhá. Nào, mình vớt tiếp nào. Cố lên, cố lên. Ui, đây rồi. Ui, có con gì? Con gì ở trong đây này? Ui, một chú khủng long này các bạn ơi. Một chú khủng long chân lưng đầy gai luôn. Đấy, con cá kiếm nữa. Ui, đây là ui con cá rô phi này. Ui, nó có cái gai sắc lắm. Chúng mình phải bắt được cẩn thận nhá. Ui, đúng nó cắn đấy các bạn ơi. Đấy, này, đấy, được rồi. Ui, các bạn ơi, được rồi. Ui, hai con liền giống nhau này các bạn này. Nào mình xem thế nào, có phải không? Ui, nào để mình xem nó nào. Ui, con này đuôi này không màu đỏ các bạn ạ. Wow, xem con này. Ui, con này đuôi màu đỏ cơ. À, thì ra đây là con cá chép con này. Đấy, còn đây lại là một chú cá giếc đấy cơ. Không phải cá chép đâu, đấy mình thả vào đấy nhá. Wow, được rồi các bạn này. Ui, con gì đây, màu tím này. Wow, một con cá mực đấy. Ui, con gì bé chưa? Ui, đố các bạn biết đây là con gì này, nó rất bé này. Wow, đây là con cá lau kiếng hay là con sọt bể đấy. Bé chưa này, cái miệng nó tít dưới các bạn ạ. Nào mình thả cho nó bơi này, các bạn nhìn nó bơi nhanh lắm nhá. 2, 3, ui đấy nó chạy đi mất rồi. Này, đây là con cá trạch nữa này. Ui.